Thịt gì vậy sao? Ba thịt ba cùng cá với thằng dữ Này ha. Chiên hành hạ. Dữ ta. Nghe bạn xem nè. Hôm nay ông chú mình ổng xịt thằng chiên hành hạ là ra rễ đẻ nhánh xanh lá. Với cơm cát hả? Có hai loại này thôi à. Đây các bạn, cơm cát xịt ra rễ. Chị hôm nay cả 10 ngày rồi mà mới xịt à? thấy nó thường thường thì kỳ quá, mình chụp cho nó bung ra rồi hỏng rồi chụp nào rồi đó. Tiền chục ngày rồi mà hôm nay theo người ta đáng lẽ là người ta xịt ba bốn bữa, người ta xịt rồi hổng có xịt chưa? Chưa mà Tại sao hổng nói ba bốn bữa xịt mình nay cái chục ngày mới xịt rồi? hỏng rồi không có chụp nữa. Ông chú mình ổng pha cơm cát với cái gói chiên hành hẹ này vô cái thùng nữa các bạn. Nó là quậy lên xịt cho ba cái hành. Thì cái hành này là mình cũng có quay chia sẻ cho bạn xem rồi. Thì nay cũng 10 ngày rồi các bạn. Nay 10 ngày thì nay nó bắt đầu nó chắc cũng ra rễ sơ sơ rồi. Nay ra rễ chưa xong? Ra rễ giờ mình xịt bòi vô, thêm cho nó đặng ra thêm mạnh đó hả? Nay nó bắt đâm đỏ rồi nè. 10 ngày. Tưởng xịt sâu xịt về chứ về này tôi nay 10 ngày mới ra rễ, xịt ra rễ à. Thấy mùa nắng là mình từ từ cảm giống Thì cái này người ta 4 ngày là ta phun được rồi, nó đặng nó kích thích nó ra rễ mạnh. Này nay 10 ngày đợi nó ra dữ rồi mới phun. Bữa nay ông xịt cũng có hai bình các bạn. Hai gói cơm cát với một gói chiên hành hẹ. Chiên hành hẹ là xịt hai bình cho cái miếng gò này. Thì nay có lý rồi chứ gì đâu. Thôi, vuốt tóc nè, lấy nước vuốt tóc luôn mới chịu ạ. Tính xịt trưa mà giờ nắng hả? Thì bữa nay xịt nữa là ok rồi. Theo đáng lẽ hổm xịt 4 5 ngày trước là ta xịt ngon, nay là nó xanh hơn vậy rồi. Bạn coi nè. Ngày nay đúng cả 10 ngày ông mới xịt ra rễ các bạn. Hổm này chưa có xịt sâu xịt gì luôn hả? Hồi chưa luôn. Bụi hành này. Ngon quá. Thì nay ngon rồi, bụi cái bụi bự mà sao ngỏ bụi bự là cái nó lên ra lẹ luôn hả ta? Quá trời. Chưa sạch ha. Còn đợi gì nữa không sạch. Thì hồi nãy là ông chú mình ổng tưới rồi. Ông tưới rồi ông đợi khô lá là giống mới sạch nha các bạn. Thì bây giờ nói chung là cũng còn nắng lắm các bạn. Nên video mình có gì nó chá có gì các bạn thông cảm ha. Ông đang khởi động máy. Máy này dựng cái còn nổ không? Mình để hơi lâu thì nó không nổ. Trên đời mày nhật rồi dựng cái nổ, tại để lâu là không nổ ha. Dự 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 thì vậy là ngon rồi con gì nữa, quá dữ. Cần dài luôn nha bạn. Hồi đó là xịt cái cần cục ngắn nè, bây giờ là chơi cái cần dài xịt như ở lúa rồi luôn đó các bạn. Quá xịn, ông mới tưới xịn không các bạn. Này nói chung là nó bén rễ rồi, nó bén rễ là nó cứng rồi nè các bạn. Nó cứng rồi mà ông mới xịt ra rễ nữa à. Tính ra thuốc này cũng là thuốc kích thích rễ, ra rễ với thuốc dưỡng luôn các bạn ơi. Nó không có nó không phải là cái thuốc kêu trị bệnh gì á. Cơm cát mà.
hành trồng rất là dày luôn các bạn ha. Hôm nay là do lý do ông đi đào gừng các bạn, ông đào gừng mướn nên ông chưa có sạch ba cái thuốc nè, thì bữa nay ông sạch luôn. Hôm ông cũng có chia sẻ là chừng 3-4 bữa phun mà hôm nay là ông đi đào gừng, nên đào gừng nên bữa nay mới bắt đầu sạch. Quá rồi, phun ướt lá như vậy các bạn, phun ướt lá như vậy là nó mới thấm xuống gốc, nó mới ra rễ mạnh nha. Thì chờ hồi lúc nãy là ông chú mình không có tưới nước rồi, giờ nó khô lá. Quá xịt. Nhìn đám hành, nói chung là hành 10 ngày cả ướt vậy là thấy nó ngon rồi các bạn. Hành xanh lai 10 ngày thì cái cọng mình nhìn vô thấy nó bự bự rất ngon. Còn cái hành hộp á, nộp 10 ngày, mười mấy ngày là mình nhìn vô cái cọng nó vẫn còn nhỏ, nó tông tông, nhìn nó giống nó yếu lắm các bạn. Hành này trồng xuống sau là cái gốc còn cứng ngắc như vậy luôn, giờ nó đâm đọt luôn nè. Mình thấy nó đâm đọt không? Ở đây là nói chung là chủ yếu có một cái đám gò của ông chú mình là trồng hành thôi. Ở tại chỗ mình nha bạn, chứ không phải là mấy chỗ khác nha. Còn như toàn bộ trồng cỏ, trồng đồ với trồng quế, giờ hôm nay quế rẻ quá người ta cũng phá bỏ một số nữa các bạn. Rồi thì nói chung là chỗ chú cũng xịt các bạn, thì mình cũng tạm thời kết thúc video đây nha bạn. Tại ông đi xịt tới mình không có quay nhiều cho các bạn xem được, thì mình cũng hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình. Thì các bạn thấy video mình hay hữu ích, các bạn hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha.